gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, thưa chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay thắng pháp bài 55 toát yếu hàm tận sapasangha thập bát giới, chúng con cung thỉnh thượng tọa giáo đẳng từ bi giải nghiệp bài học. Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ chư tôn đức, đảnh lễ tiền tổ tổ siêu, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đang đi qua phần toát yếu hàm tận, và trong đó bốn đề tài: năm uẩn, 12 xứ, 18 giới và tứ thánh đế là những cái đề tài mang cái tính nền tảng của Phật học đối với nhân sinh quan và vũ trụ quan. Thưa quý vị, chúng ta nói về 12 xứ, chúng ta nói về những cái nền tảng để cho tâm sanh khởi, mà nó tạo ra sự tương tác. Từ sự tương tác này nó tạo ra cái quả, cái hệ quả. Ví dụ như là con mắt thấy cảnh sắc thì tạo ra nhận thức. Nhưng mà riêng về 18 giới này thì chúng ta cũng lại nghe một số cái trùng lập. Nhưng mà nguyên tố ở kiểu giới ở đây là nó là nguyên tố, và cái nguyên tố nó khác với cái tính, có tính cách là hỗn hợp, bởi vì nó là nguyên tố. Và đặc biệt là ngoài những nguyên tố vật chất, cái nguyên tố về tâm nó lại cho chúng ta nhiều cái ngạc nhiên, và cũng là một cái gì đó rất là đặc biệt mà thắng pháp có thể cho chúng ta học được. Bây giờ mời quý vị nghe bài học, và sau đó thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng tọa Thiền sư giảng giải ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Sa thưa chúng con kính dân thưa thầy các đẳng đã giảng nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay thắng pháp bài 55 toát yếu hàm tận sapasangha thập bát giới. Cũng như ngũ uẩn thập nhị xứ, đề tài này thập bát giới gồm trọn hàm tận pháp chân đế hữu vi, nhưng lại nhìn từ phạm trù khác. Giới hà túc ở đây có nghĩa là nguyên tố hay nguyên chất. Điều này đồng nghĩa với sự phân định rạch ròi, không có chồng lấn. Ba pháp ý giới, ý thức giới, pháp giới thường không được định rõ trong kinh tạng như ở đây. Chính vì thế, sự liệt kê bản thể pháp của thập bát giới trong thắng pháp cho chúng ta cái nhìn đặc biệt lợi ích trong việc học Phật. 4. Thập bát giới Attharasayo là 18 giới, danh từ Ha Túc dịch là giới, nghĩa là bản chất pháp có thực tính riêng, và pháp thực tính ấy không phải là chúng sanh hay linh hồn chi cả. Có 18 giới. 1. Nhãn giới Chakkhuddhātu là thần kinh nhãn. 2. Nhĩ giới Sotaddhātu là thần kinh nhĩ. 3. Tỷ giới Ghanaddhātu là thần kinh tỷ. 4. Thiệt giới Chivahadhātu là thần kinh thân. 5. Thần giới Kayaddhātu là thần kinh thân. 6. Sắc giới Rūpaddhātu là sắc cảnh sắc. 7. Thinh giới Saddhātu là sắc cảnh thinh. 8. Khí giới Gandhādhātu là sắc cảnh khí. 9. Vị giới Rasaddhātu là sắc cảnh vị. 10. Xúc giới Pathapaddhātu là cảnh xúc gồm tánh đất, tánh lửa, tánh gió. 11. Nhãn thức giới Chakkhuññānaddhātu là hai tâm nhãn thức. 12. Nhĩ thức giới Sotaññānaddhātu là hai tâm nhĩ thức. 13. Tỷ thức giới Ghanaññānaddhātu là hai tâm tỷ thức. 14. Thiệt thức giới Chivahaññānaddhātu là hai tâm thiệt thức.
15. Thân thức giới Kaya Unya Dhatu là hai tâm thân thức. 16. Ý giới Mano Dhatu là hai tâm tiếp thâu và một tâm khai ngũ môn. 17. Ý thức giới Mano Unya Dhatu là 76 hoặc 108 tâm ngoài 5 cặp ý thức và 3 ý giới. Ngoài 5 cặp thức và 3 ý giới. 18. Pháp giới Dhammadhatu là 52 tâm sở, 16 sắc tế và 1 niết bàn. Đức Phật thuyết 18 giới là triển khai rộng ý xứ trong 12 xứ nhằm gỡ bỏ ngã chấp của chúng sanh cho rằng tâm là linh hồn đơn thuần. Có chỗ nói sở dĩ trình bày 18 giới vì phân nhóm theo môn, vì phân 6 nhóm theo môn. Duara, cảnh, Aramana và thức, Vinyana hay căn, cảnh và thức. Nói như vậy có chỗ không ổn. Nhóm nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhóm nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, nhóm tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, nhóm thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, nhóm thân giới, xúc giới, thân thức giới. Năm nhóm này trình bày theo môn, cảnh, thức thì ổn. Nhưng ý giới, pháp giới, ý thức giới cho thành nhóm thứ sáu là không ổn. Vì ý giới không phải là môn đối chiếu cảnh pháp và không phải liên quan gì đến ý thức giới. Nhãn xứ là nhãn giới, nhĩ xứ là nhĩ giới, thiệt xứ là thiệt giới, thân xứ là thân giới. Ý xứ là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Như trong Abhidhamma Thất Sangha có nói Mana Yatanang Ewa Sata Unyana Dhatu Vasena Vichati. Chính ý xứ được phân thành bảy thức giới. Sắc xứ là sắc giới, thinh xứ là thinh giới, khí xứ là khí giới, vị xứ là vị giới, xúc xứ là xúc giới, pháp xứ là pháp giới. Như trong Abhidhamma Thassangha có nói Cetasika sukhumma rupa nibbana vassena ekuna sattati dhamma dhamma yatana yatana dhamma dhatu tisankhang gacchati. 69 thực thể, 52 tâm sở, 16 sắc tế, 1 niết bàn gọi là pháp xứ và pháp giới. Điều đã nói và điều sắp nói, bài đã học bài 54, thoát yếu hàm tận, thập nhị xứ. Bài học tiếp theo, bài 56, thoát yếu hàm tận, tứ thánh đế. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng, thượng tọa tự siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bồ Tát nhé. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, có một danh từ Phật học mà chúng ta xài có rất nhiều trường hợp, rất nhiều nghĩa, đó là chữ tha thứ. Thí dụ như Đức Phật này nói là có ba cái tha thứ. Là kama tha tú, rupa tha tú, arupa tha tú, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hay là nói đến hai cái tha tú, sankhita tha tú, asankhita tha tú,
là hữu vi giới và vô vi giới. Hoặc là chúng ta nói đến bốn giới như Bhatavi Thatu, Abu Thatu, Vayo Thatu, Atejo Thatu, Vayo Thatu, địa giới, thủy giới, quả giới, phòng giới, cũng xài chữ Thatu. Cho nên chữ Thatu đó chúng ta tùy theo ngữ cảnh mà xài. Riêng về ở đây đó, chúng ta nói đến 18 giới. Để người chia sẻ từ 12 xứ. Nếu 12 xứ là chỉ nói hai cái thành phần nội xứ và ngoại xứ, thí dụ như nhãn xứ là con mắt, khi nó đối chiếu với sắc xứ tức là cảnh sắc, lúc bây giờ nó phát sinh lên tâm nhận thức. Như vậy để trình bày duyên mà sinh ra danh thì ngày nổi đến 12 xứ. Nhưng mà khi nói đến duyên mà nó phát sinh xúc và thọ đó thì phải nói đến 18 giới. Về hệ nhãn giới tức là con mắt tiếp xúc với sắc giới thì sắc cảnh sắc, và khi mà khởi lên nhãn thức giới thì cái bộ ba này chúng ta nói là căn cảnh và thức. Nó xảy ra gọi là chắc khu phát sầu phát xá, là nhãn xúc. Rồi từ cái nhãn xúc đó đó chúng ta gọi là chắc khu sầu phát sạch chát quên đình đà, tức là từ nhãn xúc ở sinh ra nhãn thọ. Cho nên ở đây khi mà đề cập đến 18 giới là chúng ta phải biết rằng, một là vì để phá cái tà kiến mà chúng sanh cho rằng tâm là một cái đơn vị thuần nhất. Như là cái linh hồn, thì bây giờ Đức Phật Ngài mới phân tích tâm đó tức là chỉ cho bảy giới: nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Khi mà phân chia ra như vậy đó thì mình thấy rằng là
tâm không phải chỉ đơn thuần là một, mà do vì nó bất cảnh cho nên nó phát ra lên nhiều giới. Đức Phật là ví dụ giống như là lửa mà cháy từ củi, rồi lửa củi cháy từ rơm, rồi lửa rơm cháy từ dầu, rồi là lửa dầu cháy từ than, rồi là lửa than. Cũng vậy, thức mà sinh ra từ nơi có mắt cảnh sắc gọi là nhãn thức, thức mà sinh ra từ nơi lỗ tai cảnh thinh thì gọi là nhĩ thức, thức mà sinh ra từ nơi lỗ mũi và cảnh khí gọi là tỷ thức, thức mà sinh ra từ nơi lưỡi với cảnh vị gọi là thiệt thức, thức mà sinh ra từ nơi thần kinh thân chạm với cảnh xúc thì gọi là thân thức. Cái phần còn lại đó thì hai tâm tiếp thu và tâm khai ngũ môn, nó gọi là ý giới mano tha tú. Thì khai ngũ môn đó nó là ý giới, bởi vì ở đây nó khai mở cho lục ngũ. Sanh khởi cho nên nó thuộc ý giới. Còn hai tâm tiếp thu Sambatichana Chitta nó bắt cảnh sắc thinh khi bị xúc, nó tiếp thu với năm cảnh đó rồi nó chuyển sang Santirana Chitta là cái tâm thẩm tra hay là tâm quan sát cảnh, ý thức giới đó, thuộc ý thức giới. Thì như vậy hai tâm tiếp thu là ý giới nữa. Rồi ngoài ngũ xúc thức ba ý giới, như vậy là còn lại 108 tầm kia là ý thức giới mà nô quy nha tha thứ. Và ở đây chúng ta cần phải lưu ý giữa cái ý giới và cái ý thức giới. Cái ý giới, hai ba tầng ý giới là nó chỉ nương nơi ngũ môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn thôi. Nhưng mà đối với ý thức giới ấy, thì nó nương vào ý môn, nó nương ý thức giới mà thuộc về cái tâm dục giới ấy, thì nó vẫn nương vào ngũ môn và ý môn, tức là nương sáu môn. Cho nên ý giới nương năm môn mà ý thức giới thì nương sáu môn. Chúng ta chú ý điểm này. Nếu mà ngồi phân tích cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy ở trong tam pháp, khi mà trình bày về cái thực tính của các pháp là phân tích để cho thấy chúng ta không có bị nhầm lẫn, nó có cái sự khác nhau một chút chứ nó không phải là trùng lập với nhau.
Nhưng mà tại vì những cái phân tích đó chúng ta khó nhớ nếu chúng ta không phải là chuyên môn. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta nói đến cái bộ ba là mắt, tỉnh sắc, nhãn thức giới, tức là mắt ở đây là nhãn giới, cảnh sắc ở đây là sắc giới và nhãn thức giới, thì cái đó là bộ ba. Nhãn thức giới nó nương vào nơi nhãn giới và sắc giới mà nó sinh lên. Nhĩ thức giới, nhĩ giới, cảnh thân nhĩ thức giới cũng vậy. Tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, thân thức, xúc giới và thân thức giới, thì cái bộ ba đó được. Nhưng mà cho đến cuối cùng thì khi mà chúng ta nói đến ý giới, rồi ý thức giới và cảnh pháp, thì cái này hoàn toàn nó không có, nó không có giống nhau. Bởi vì ý giới nó không phải là ý môn để cho ý thức giới nương, giống như là nhãn giới là nhãn môn để cho tâm nhãn thức giới nương. Ở đây không. Cho nên một cái điểm khác để chúng ta nhớ, sắp bộ ba như vậy để chi? Có sáu bộ, sáu bằng ba mười tám, lấy 18 giới thì chúng ta phân ra như vậy đó dễ. Cho nên cái người học dược pháp chúng ta phải cẩn trọng, chứ chúng ta không thể nói xuông xuông được gì. Chúng ta không thể nói xuông xuông. Người ta nhìn vào chi pháp, người ta thấy là biết. Thí dụ như khi nãy trong bài đánh máy sai là thiệt giới là thần kinh thân, mà MC vẫn thấy như vậy mà không biết rằng cái đó là đánh sai, mà vẫn là thiệt thứ dưới là thần, thiệt giới là thần kinh thân, cái đó là sai. Cho nên khi mà chúng ta đọc bài, nếu chúng ta hiểu bài, chúng ta gặp cái chỗ đó là chúng ta phải chỉnh nó lại liền, chứ không phải là chữ sao chúng ta đọc như vậy được. Cũng như ở đây khi mà chúng ta nói một loạt 18 giới, thì khi mà nói đến ý giới, pháp giới, ý thức giới, người mà có học ví dụ pháp, học chi pháp cặn kẽ, tới chỗ đó người ta khựng lại liền. Người ta khựng lại liền. Người ta khựng lại không phải có nghĩa là bỏ, mà khựng lại có nghĩa là người ta phải chú ý cái điểm này là không thể nào mà nó là một bộ ba hoàn hảo như là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới được. Cho nên cái chỗ đó cũng là một cái chỗ chúng ta phải có sự khéo tác ý. Ở đây thưa quý vị, khi mà đề cập đến 18 giới đó, thì chúng ta biết rằng là nhãn giới ở đây là chỉ cho cái sắc thần kinh nhãn, nó có cái đặc tính là thu bậc cảnh sắc, chúng ta gọi là con mắt. Còn sắc giới á, rupa thatu là cảnh sắc, những gì bị thấy
bị mắt thấy, nó là sở tri của tâm, của nó là sở tri của nhãn, nhãn thức giới. Rồi nhãn thức giới là cái biết của mắt, tức là hai tâm nhãn thức. Khi mà nhãn giới đối với sắc giới thì nhãn thức giới sanh khởi. Đó là bộ ba thứ nhất. Bộ ba thứ hai, nhị giới Sotathatu, là thần kinh nhị có đặc tính là thu bắt cảnh thinh. Còn thinh giới Sandathatu là cảnh thinh, tức là những âm thanh nào mà bị, những âm thanh bị tai nghe là sở tri của nhị thức giới. Nhị thức giới là Sotavinyanathatu, là cái biết của lỗ tai, tức là hai tâm nhĩ thức. Khi mà nhĩ giới đối chiếu với thình giới thì nhĩ thức giới sanh khởi. Tỷ giới là thần kinh tỷ có đặc tính là thu bắt cảnh khí, mà đối tượng của tỷ giới là khí giới. Kanta tú là cảnh khí, những hơi mùi bị ngửi, gọi là sở tri của tỷ thức giới. Và tỷ thức giới khana vinya na tha tú là cái biết của mũi, tức là hai tâm tỷ thức. Khi mà tỷ giới đối chiếu khi giới thì tỷ thức giới sinh khởi. Thiệt giới chivaha tha tú là thần kinh thiệt, nó có cái đặc tính là thu bắt cảnh vị. Và vị giới Rasathatu là cảnh vị, những vị chất bị nếm được là sở tri của thiệt thức giới. Thân thức giới, thiệt thức giới Chivaha Vinyanathatu là cái biết của lưỡi, tức là hai tâm thiệt thức. Khi hai tâm thiệt thức mà đối chiếu với vị giới, khi thiệt giới mà đối chiếu với vị giới thì thiệt giới xuất khởi. Thân giới Kayathatu là thần kinh thân, có đặc tính là thu bắt cảnh xúc. Và xúc giới Pottapathatu ở đây là cảnh xúc gồm ba đại, đất, lửa, gió. Cái gì cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh, vân vân, mà bị đụng chạm là sở tri của thân thức giới. Và thân thức giới tại cho nguyên nhà đắc thơ tú là cái biết của thân, tức là hai tâm thân thức. Khi thân giới đối chiếu với xúc giới thì thân thức giới sanh khởi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói đến ba cái khác thì chúng ta chú ý. Ý giới Manothatu là tâm khai ngũ môn và hai tâm tiếp thu. Và ý giới này chỉ có biết cảnh ngũ, không có biết cảnh pháp. Ý giới khai ngũ môn thì nó trợ cho ngũ xuân thức. Còn ý giới tiếp thu, tâm tiếp thu á, thì nó trợ cho ý thức giới thẩm tra hay là quan sát. Tâm quan sát. Ở đây chúng ta nên biết rằng ý giới không có liên quan gì đến pháp giới và ý thức giới. Mà ở đây chỉ nêu thành độ 3 thứ 6 cho đủ 18 giới thôi. Nó không giống như bộ 3 nhãn giới, nhị sắc giới, nhãn thức giới, không, không, không giống. Còn pháp giới Thammathatu là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, sắc tế và niết bàn.
Pháp giới có ý nghĩa rất sâu, bao quẩn phi sắc, vừa là cảnh pháp, vừa là thành tố của quẩn. Còn sắc tế vừa là cảnh pháp mà vừa là thành tố của sắc quẩn. Còn nếu bàn chỉ là cảnh pháp thôi. Cho nên ở đây đó, chúng ta đã học xong về pháp xứ pháp giới, thì chúng ta nên biết rằng pháp xứ pháp giới ở chỉ có chi pháp là 52, 16, 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn. Cái đó gọi là pháp xứ pháp giới. Nhưng mà nói Tamaramana là cảnh pháp đó, thì nó bao gồm những cái đề tài như là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, chế định hay là tục đế. Chúng ta còn phân ra gì? Cho nên pháp xứ là pháp giới được, pháp giới là pháp xứ được. Pháp xứ pháp giới nó thuộc cảnh pháp Tamaramana phải. Nhưng mà khi nói đến cảnh pháp là pháp xứ pháp giới phải chăng, thì chúng ta nói chưa chắc. Bởi vì tâm với năm sắc tình kinh như chế định nó là cảnh pháp Tamaramana, nhưng mà nó không phải là pháp xứ pháp giới. Chúng ta chú ý cái này. Cho nên khi mà chúng ta chú ý điểm này đó, thì ở đây đó, 18 giới thì bộ nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, thì chúng ta khỏi cần phải nói biết là căn cảnh là thức. Nhưng mà đối với ý giới, ý thức giới và pháp giới thì chúng ta không thể nói được. Khi mà được trình bày cái chỗ này đó, thì chúng tôi muốn nói đến 18 giới xuyên qua kinh Tạng chút. Vì những gì được trình bày trong bài học là chúng ta nói đến trong thân pháp rồi, và nó khô khan. Ở đây trong kinh Tạng và nhiều chỗ trong tâm tạng, trong tạng của nhiều pháp, Đức Phật cần thuyết cái đề tài từ giới tha tú. Ngài nêu rất nhiều cái loại giới, như chúng tôi đã nói lúc ban đầu, nhưng ở đây thì trình bày theo pháp thực tính thì gom lại chỉ có 18 giới này thôi, không có nhiều hơn cũng không có ít hơn. Xin lỗi vì chờ chúng tôi cũng rất chút. Ở đây 18 giới được trình bày
nhằm mục đích dỡ bỏ tưởng kiến linh hồn trong thức quẩn. Có những chúng sinh họ thấy thức quẩn là linh hồn bất biến. Đức Phật nói 18 giới là để cho họ thấy rõ không những tính chất đa dạng của thức khi phân thành nhãn thức, giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thì thức giới, thần giới, thức giới, ý giới, ý thức giới. Mà ở đây còn thấy rõ cái tính chất vô thường của thức khi nó sinh khởi, lệ thuộc vào duyên của mắt, duyên nhãn giới của mắt, duyên sắc giới là cảnh sắc, vân vân. Thì khi mà chúng ta nói đến 18 giới thì chúng ta phải hiểu được cái điểm này. Bây giờ khi nói đến khía cạnh cần được thấy đối với 18 giới thì chúng ta phải nhận thức như thế nào đi? Tất cả hữu vi giới Sankhatathātu cần được thấy tách biệt với quá khứ vị lai, cần được thấy không thường hằng, không tịnh, không lạc, không ngã. Cần được thấy các giới hiện hữu tùy thuộc vào duyên. Khi nào mà mắt thấy cảnh sắc thì chúng ta cần phải biết rằng có nhiều duyên, như là nhãn giới, duyên nhãn giới, duyên sắc giới, nó phát sinh lên nhãn thức giới, vân vân. Ở đây khi mà chúng ta nói đến nhãn giới, ví như mặt trống, còn sắc giới tức là cảnh sắc á, thì giống như ví dụ như cái dù trống, mà nhãn thức giới đây ví như tiếng trống. Vì căn cảnh mà chạm nhau thì phát ra lên thức, cũng như cái dù trống mà đập lên trên cái mặt trống á, thì nó phát sanh lên thức gì đó. Thì ở trong chú giải các vị A-sa-lê các ngài đã đưa lên thí dụ rất nhiều thí dụ về gương soi, nhãn thức giới, nhãn giới nó cũng giống như là căn, cũng giống như là gương soi, và cảnh thì cũng giống như cái khuôn mặt, và nhãn thức giới ví như cái dáng của khuôn mặt. Và nhiều cái thí dụ khác, một vị mà chuẩn bị tu thiền quán, chúng ta cần phải học cho kỹ những cái ý nghĩa này để chúng ta tùy quán vô thường, khổ đau, vô ngã nó dễ hơn. Ở đây thưa quý vị, hôm trước thì chúng tôi có
trình bày với quý vị là khi mà chúng ta học về 18 giới chúng ta nên dẫn qua cái bài kinh gọi là Adityapriyaya Sutta, là bài kinh về đốt nóng, bài kinh pháp môn đốt nóng. Sau khi Đức Thế Tôn ngài chứng độ ba vị đạo sĩ thần lửa, thờ lửa là tôn giả Urula Kasva, hai người em của tôn giả là đạo sĩ Nadi Kasva và Gaya Kasva. Ngài Urula Kasva có 500 đồ đệ, tức là 500 đệ tử xuất gia đạo sĩ. Còn Nadi Kasva thì có 300, Gaya Kasva thì có 200. Như vậy gom lại thì khi mà Đức Thế Tôn ngài tiếp độ được ba vị đạo sĩ, ba nem đạo sĩ đó, thì lúc đó có 1000 vị đạo sĩ tùy tùng cũng đi xuất gia theo. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã cho họ xuất gia bằng cách ê hí thức vú. Khi đã trở thành những vị tỳ kheo rồi thì ngài mới thuyết một thời pháp. Thời pháp đó chúng ta gọi là cái bài kinh Adityapriyaya Sutta. Nội dung trong bài kinh này thì Đức Phật ngài dạy Sapang Aditang, tất cả đều là bị đốt nóng. Rồi Đức Phật ngài bày ngài nói chi tiết để các tỳ kheo không mắc là vật bị đốt nóng, tai là bị đốt nóng, mũi là bị đốt nóng, lưỡi là bị đốt nóng, lưỡi là bị đốt nóng, thân là bị đốt nóng, ý là bị đốt nóng, cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, bị cảnh xúc đều là bị đốt nóng. Rồi sát thức phát sinh từ nơi sát căn sát cảnh đó, như là nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, vĩ thức giới đều là vật đục nóng, bị đục nóng. Từng cái bộ phận thì ở đây trong bài kinh nó đúng ra trong bài kinh đó thì Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, mắt là vật bị đục nóng, cảnh sắc là vật bị đục nóng, cảnh sắc ở đây là sắc giới, rồi nhãn thức là vật bị đục nóng, nhãn xúc là bị vật bị đục nóng, rồi duyên cho nhãn thọ phát sanh là khổ lạc, thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc là vật bị đục nóng. Ở đây chúng ta cũng phải chú ý thế này, học trong thân pháp á, thì cái nhãn xúc duy cho nhãn thọ, tức là tâm sở xúc ở trong cái tâm nhãn thức, nó duyên cho nhãn thọ, ở đây là thọ xả,
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đều là thọ xả hết. À, thân thức thì nó có cái thọ khổ và thọ lạc, nó có hai thọ khổ và thọ lạc, còn bốn thức kia là thọ xả. Tuy nhiên nói theo vi diệu pháp, ở nói theo kinh tạng đó, thì ở đây khi mình nhãn giới tiếp xúc với sắc giới, nó phát sinh lên nhãn thức giới. Ba yếu tố đó gọi là nhãn xúc, chắc hú sân phát sản. Rồi nhãn xúc nó duyên cho nhãn thọ, gọi là chắc hú sân phát sản về đề nào. Thọ ở đây tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ phi lạc. Quả thật như vậy, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhiều khi chúng ta vui hay buồn cũng đều là do nơi mắt thấy cảnh sắc, hoặc tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm hay ý suy nghĩ. Cho nên ở đây xúc duyên thọ là khổ lạc, phi khổ phi lạc. Như vậy thì có mắt cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ đều là vật bị đốt nóng. Bị đốt nóng bởi cái gì? Bị đốt nóng, Đức Phật này dạy trong bài kinh này, bị đốt nóng bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Bị đốt nóng bởi lửa già, bệnh và chết. Và khi một vị thánh đệ tử mà quán thấy cái nhóm Phật bị đốt nóng do mắt, rồi cái nhóm bị đốt nóng do lỗ tai, mũi, lưỡi, thân quỷ, luôn luôn nó bị bao trùm, bị đốt nóng, cho nên vì đó sẽ nhàm chán. Do sự nhàm chán nên vì đó mới có cái sự xuất ly, do xuất ly mới tâm mới được giải thoát. Cho nên chúng ta tu tập hàng ngày khó cần phải tu tập đâu xa, thưa quý vị. Chúng ta tu tập chỉ chung quanh cái nội thân này là đủ rồi. Nếu chúng ta có ý muốn tu có nghĩa là Đức Phật hay là tôn giả Sariputta thường nhấn mạnh cái sự tu tập nó dựa vào thân này có sẵn. Như là mỗi lần mà chúng ta bị đau khổ, bị phiền muộn, chúng ta phải tự hỏi cái sự đau khổ phiền muộn này do đâu mà có? Do mắt hay tai hay mũi hay lưỡi hay thân hay ý? Nó bắt cảnh sắc, cảnh tinh, khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Không ngoài ra sáu căn
tiếp xúc với sáu trần mà nó phát sinh là phiền muộn thì chúng ta gọi đó là bị đục nóng. Nếu mà mắt thấy cảnh sắc á, mà tâm của mình, tâm của vị hành giả hay bị cuốn hút bởi cái sắc đẹp và chán chê cái sắc xấu, giữa cảnh đẹp cảnh xấu đó nó sẽ chi phối làm cho tâm của vị hành giả có khi là tâm thiện hay tâm bất thiện, vân vân. Nhờ chúng ta hiểu biết, cho nên khi thấy phiền não trong cuộc sống mình đã khởi lên cho bản thân mình nhiều, phần nhiều là do mắt thấy cảnh sắc, thì chúng ta phải thu thúc mắt bằng cách là chúng ta chánh niệm với mỗi khi mà chúng ta đi đứng hoặc ngồi, chúng ta đều phải có chánh niệm để chúng ta diệt trừ những cái phiền não ưu bi nó sinh khởi từ nơi mắt về cảnh sắc. Cũng vậy, có người họ khổ là do nơi tai nghe tiếng, họ bị người, họ rất tức tối phẫn nộ khi mà bị người khác mắng nhiếc chửi rủa vân vân, thì lúc đó nếu như người đó là một vị hành giả thì họ sẽ tìm cách để họ sống chánh niệm như thế nào, trí tuệ quán thấy như thế nào để cho tha mái ưu bi nó không có sinh khởi được. Cũng vậy, có người trong đời này họ khổ là do nó mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm hay là ý suy nghĩ. Cái sự khổ phát sinh lên trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nó không nằm ở ngoài sáu trường hợp đó: mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm, thân xúc và ý suy nghĩ. Thế là chúng ta có thể dẹp trừ được bằng cái sự tinh tấn, như là những gì mà mắt tai, những gì mắt tai mũi lưỡi thân ý nó bắt được, biết được, thì từ cái chỗ biết thấy cảnh đó mà có thể là khởi lên cái tâm tham, tâm sân. Thế là người này họ bị cuốn hút theo phiền não khó diệt trừ. Và khi mà chúng ta tu tập cứ mỗi chút xíu vậy là chúng ta có thể suy quán được, hiểu được, thì chúng ta sẽ chẳng đứng được. Thì những cái pháp môn tu tập mà xuyên qua 18 giới lẽ ra thì ở trong hàm tận, thoát yếu hàm tận, thì khi mà trình bày chỉ trình bày chi pháp thôi,
Nhưng mà chúng ta nhận thấy rằng là nhiều khi Phật tử chúng ta không có xem kinh sách nhiều, chúng ta không có nhận ra được cái lời dạy của Đức Phật nó liên quan đến cái pháp này. Cho nên sẵn chúng tôi đọc sách thì chúng tôi có trình bày thêm cho quý vị. Hãy khi nào mà quý vị học nhiều pháp mà quý vị cảm thấy khô khan và thấy chán, lúc bây giờ chúng ta dùng cái chi pháp quẩn sư giới đế này để chúng ta suy xét trong những cái thí dụ hoặc là những chú giải và ý nghĩa kinh tạng, thì chúng ta sẽ cảm thấy lý thú lại được. Có người học nhiều pháp thì quý vị vì không biết cách học, không biết cách vận dụng ứng dụng ở trong kinh tạng, cho nên nhiều khi họ học nhiều pháp họ chán, vì họ có cảm giác rằng họ đang bị lập dị, họ đang bước qua một cái thế giới khác, một cái phạm trù khác mà nó không giống như trong kinh tạng. Thực ra thì chúng ta học nhiều pháp mà biết cách đó, thì học ngày nào mà học nhiều pháp đó, thì ngày đó là giống như chúng ta có học kinh tạng vậy. Bởi vì nó có cái sự, nó có sự tương quan giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Cho nên ở đây đó, nói về ngũ quẩn thập nhị xứ thập bát giới nó cũng không phải là ngoại lệ. Ở trong kinh, trong tạng kinh Đức Phật này có dạy hết. Và ở đây chỉ điểm lại cái chi pháp và ý nghĩa vô động thôi. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc cho bài học hôm nay ở đây. Thật ra thưa quý vị, lúc rồi sức khỏe của chúng tôi nó cũng lạ lùng lắm. Ban ngày là có việc này, viết bài soạn kinh sạch thì nó không sao hết. Nhưng mà hễ buổi tối giờ này lên râm thì chúng tôi cảm thấy mệt. Cho nên chúng tôi chỉ trình bày theo cái thời gian, phần còn lại thì xin cung kính thượng tọa Nhất Đẳng xin được quan hỷ chia sẻ với lớp học về cái bài học, cái đề tài hôm nay tập bạch giới. Kính chúc chư tùng đức được an vui và kính chúc Phật tử chúng ta tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy. Kính truyền thư tập tiểu siêu với pháp loại thoại vừa rồi, để thánh sư huynh đề nghị. Bạch Trí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời thư tập tiểu siêu để nói về nội dung của bài học ngày hôm nay. Ở trong danh từ Phật học, thưa quý vị, có nhiều chữ mà rồi đôi khi mình mới đọc thoáng qua đó, mình nghe nó hơi trùng lập, đồng âm và di nghĩa. Ví dụ như là thường là chúng ta nghe chữ pháp giới, như pháp giới hữu tình, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo, thì chữ pháp giới đó nó rất là khác với ý nghĩa chữ pháp giới mà chúng ta nói ở trong 18 giới ở đây. Ngay cả ở trong cách nói rất chuyên môn mà nó vẫn có sự trùng lặp như vậy. Rằng khi mà chúng ta đi vào trong thế giới Phật học, chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn trọng với cái rừng ngôn ngữ. Khi mình nói là pháp giới hữu tình, pháp giới chúng sanh, có nghĩa là chữ tất cả. Dạ, tất cả hay là tất cả hiện tượng giới. Chữ pháp giới đó tức là cái thế giới hiện tượng. Dạ, nói chung là tất cả. Pháp giới chúng sanh là tất cả chúng sanh, chứ không có nên nghĩ rằng chữ pháp giới đó có liên hệ gì với 18 giới tại đây. Thưa quý vị,
Bây giờ thì chúng ta trở lại với bài học. Chúng tôi muốn nói thêm một vài điều mà tất cả chúng ta khi học thắng pháp cần lưu ý, là chữ tha túc hay là giới. Giới là một chữ rất xưa. Thật ra thì cái chữ này do Ngài Huyền Trang, hay là Ngài Huyền Trang này dịch ra. Ngày hôm nay thì người đầu tiên mà dịch khác đi cái chữ này đó là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự trong một cái tựa đề của Bảy Tạng Diệu Pháp á, có một cái quyển tập bộ thứ ba của Thắng Pháp á, Ngài dịch là cái chữ gọi là Tha Tú Ca Tha, tức là nói về tha tú thì dịch là nguyên chất ngữ. Dạ, nguyên chất ngữ. Chữ nguyên chất là chữ mà Ngài Thực Sự Ngài sử dụng. Dạ, nguyên chất. Vậy thì chữ tha tú nguyên chất hàm nghĩa là gì? Chữ nguyên chất có nghĩa là cái gì đó mà nó chưa có pha trộn, nó chưa có biến thể, và nó nguyên nguyên là cái đầu tiên. Ví dụ như chúng ta vải, nói vải thì có vải tơ lụa, vải cotton, đó là vải nguyên. Nhưng mà bây giờ thì họ có loại synthetic hay là sợi tổng hợp. Sợi tổng hợp tức là họ pha nhiều thứ với nhau. Có đôi khi họ pha silk, tức là pha tơ lụa, tơ cộng với cotton, họ pha với nhau. Nó có nhiều loại vải bây giờ, là loại hợp chất và loại nguyên chất. Thì cái loại hợp chất nó khác nguyên chất ở điểm đó là hợp chất thì nó có thiên biến vạn hóa, nhưng mà nguyên chất thì nó không thể chia hơn nữa, tại vì nó chỉ có một mà thôi. Dạ, quý vị qua kiểm chơi chúng tôi một chút. Dạ, thì thưa quý vị, nó giống như là chúng ta nói màu thì có màu gốc và màu pha. Màu gốc của chúng ta thì có màu xanh, đỏ, vàng chẳng hạn. Và khi mình nói đến màu pha thì chúng ta có 60 mấy triệu màu khác nhau. Dạ, chúng ta lấy cái này thường vẫn cái kia. Thì khi mà chúng ta nói về tha túng và nói về giới ở tại đây đó, thì chúng ta phải hiểu đó là cái nguyên nguyên, nguyên chất. Và từ cái nguyên chất này nó mới có cái sự kết hợp, nó mới có cái sự pha trộn. Ví dụ như chúng ta nói về con mắt là nhãn căn, cảnh sắc và nhãn thức, ba cái căn, cảnh và thức nó gặp nhau thì nó tạo nên một cái hiện tượng gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc là một sự kết hợp giữa căn, cảnh và thức. Thì như vậy mười lăm cái nguyên tố đầu tiên thì tương đối rất là dễ hiểu, ta thường nghe nói rồi, đó là con mắt, cảnh sắc, nhãn thức là một bộ sậu, và trong bộ sậu này đó nó tạo ra cái hiện tượng gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc là một kết quả tự nhiên của ba cái nguyên tố hay ba cái thành tố, mà ba thành tố đó là nhãn căn, cảnh sắc và nhãn thức thì không thể chia hơn nữa, nó đã đến mức tận cùng của nó như vậy rồi. Thì bây giờ chúng ta
nói đến cái chuyện mà rắc rối. Và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi chút nhé. Cái rắc rối mà chúng ta có ở đây đó, đó là cái pháp cuối cùng của 18 giới. Nếu mà quý Phật tử nào mà để ý một chút khi mà chúng ta học trong kinh Tạng á, thì 18 giới trong kinh Tạng á, thì có một sự phân biệt khác với 18 giới ở trong Thắng Pháp Tạng về sự liệt kê. Trong liệt kê của kinh Tạng đó thì là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thinh khí vị xúc pháp, nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức. Đó là sự phân chia 18 giới theo kinh Tạng. Nhưng mà trong Thắng Pháp Tạng thì cái bản liệt kê lại khác đi. Sắc thinh khí vị xúc, rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức. Như vậy là 15 pháp đầu tiên. Ba pháp sau cùng á thì lại chung một liệt kê là ý giới, ý thức giới và pháp giới. Dạ, chúng ta nhớ là ba cái mà ý giới, ý thức giới và pháp giới được liệt kê đoạn cuối. Đó là cái phương diện hình thức khi chúng ta học đó. Thì quý vị sẽ thấy rằng 18 giới này, cái bản liệt kê có phần khác với ở trong kinh Tạng. Và bây giờ chúng ta nói về pháp giới. Pháp giới ở đây là một cái lắc léo. Dạ, một cái lắc léo. Cái lắc léo này nó tạo nên một cái sự dị biệt khác với trong trong kinh Tạng. Thứ nhất là cảnh pháp á, mà chúng ta nói là cái gì mà nó không được năm giác quan biết một cách trực tiếp, gọi là cảnh pháp. Tất cả những gì mà năm giác quan không biết được trực tiếp, tức là cái biết trực tiếp của thị giác là cảnh sắc, cái biết trực tiếp của thính giác là cảnh thinh, cái biết trực tiếp của khứu giác là cảnh khí, cái biết trực tiếp của vị giác là cảnh vị, cái biết trực tiếp của đó là cảnh xúc. Nhưng mà nó phải biết trực tiếp. Ví dụ chúng tôi đang đứng ở đây, chúng tôi nhìn thấy cái hoa mai đang nở trước sân, thì cái hình ảnh màu vàng, hình ảnh cái dáng của hoa đập thẳng vào trong mắt, thì cái đó là cảnh sắc. Nhưng cũng hoa mai đó mà chúng tôi bước vào, chúng tôi đóng cửa lại và chúng tôi nhắc là hoa mai nở ở ngoài sân, thì bây giờ cái hình ảnh hoa mai đó nó thuộc về cảnh sắc quá khứ, và cái đó nó thuộc về cảnh pháp. Cảnh đó thuộc cảnh pháp, nó không thuộc về cảnh sắc nữa, tại vì nó đã trôi về quá khứ. Cái mà chúng tôi đang nói hoa mai ở ngoài sân đó là cái gì đó nó không biết trực tiếp bằng con mắt. Cái gì như vậy, cảnh pháp là cái gì, tất cả cái gì còn lại không biết trực tiếp bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, cái đó gọi là cảnh pháp. Nhưng mà cảnh pháp đó là chúng ta nói về cảnh pháp chứ không phải là pháp giới. Bây giờ nếu mà quý vị có học về 12 xứ tuần rồi, bài học trước mà quý vị nhớ đó, thì ý xứ là tất cả tâm, tâm chỉ tính có một, và pháp xứ tính là tất cả tâm sở hay tất cả thuộc tính. Và
như sắc tế. Tại sao có cái chuyện mà cảnh pháp, xin lỗi quý vị, tại sao pháp xứ cũng như pháp giới mà không kể tâm và không thể kể sắc thô? Thật ra thì cái ý nghĩa chữ pháp xứ tại đây đó, nó rất là khác với cảnh pháp mà chúng ta học. Chúng tôi lấy một ví dụ rất là gần thưa quý vị, là trong vật lý người ta nói rằng có những thứ mà mình có thể biết được bằng dụng cụ đo đạc hay là bằng instrument. Có những thứ chúng ta có thể biết bằng dụng cụ đo đạc mà chúng ta chỉ biết cái sự hiện diện của nó qua cái lý thuyết, qua phương trình, nhất là qua toán, phương trình toán. Về cái biết này đó thì chúng ta gọi là, ở trong đạo Phật gọi là, dùng cái chữ gọi là sắc tế. Nhưng mà chúng ta tạm nói sắc thô, sắc tế thiệt ra thì có nghĩa là có những thứ sắc mà chúng ta biết được bằng năm cái căn thuộc về sắc pháp, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Và cái nào mà không được biết trực tiếp bằng năm giác quan đó thì thuộc về sắc tế hết. Và thuộc sắc tế. Cái này thì chúng ta phải hiểu cho rõ là không có nghĩa là năm căn không biết trực tiếp thì có nghĩa là nó không có. Nó có, nhưng mà nó không thể biết bằng căn được. Ví dụ như không ai trong chúng ta mà có thể dùng kính hiển vi hay dùng một cái gì đó để có thể đo được nguyên tử. Nhưng mà chúng ta biết sự tồn tại của nguyên tử. Chúng ta biết cách làm cho nguyên tử phóng xạ. Và chúng ta chế được những quả bom nguyên tử. Như vậy là nguyên tử có thật. Nhưng mà đừng nói là chúng ta có một cái instrument để chúng ta có thể đo đạt được. Đó là phương diện vật chất. Trên phương diện tâm pháp thì cũng tương tự như vậy. Bây giờ danh pháp vậy. Ở trên phương diện danh pháp chúng ta thì biết tâm. Đây là tâm thiện, đây là tâm bất thiện. Đây là tâm đạo, đây là tâm quả. Nhưng mà chúng ta không thể đo đạt thuộc tánh của tâm. Thuộc tánh của tâm nó là một phần rất là tế nhị của danh pháp. Ví dụ chúng ta thể thấy tâm tham, tâm sân, nhưng mà đối với thuộc tánh rất là tham, nhưng mà chúng ta biết rằng nó có. Chúng ta biết rằng ở trong một cái tâm tham nó có bao nhiêu thuộc tánh. Cái đó trên phương diện lý thuyết chúng ta có. Và cái này thì rất là khó hiểu. Rất khó hiểu là tại vì nó, chúng tôi nói rằng trong hiện tượng tâm lý hay vật lý á, thì nó chỉ có thể đo bằng phương trình. Nó có thể biết bằng phương trình, bằng nó thì biết bằng lý thuyết. Nhưng mà nó có chứ không phải là không có. Không, đâu, không phải đó là lý thuyết, là lý thuyết khác mà giả thuyết khác. Là cái này chúng ta phải hiểu. Nên chi trong 12 xứ thì pháp xứ nó không đơn thuần là cảnh pháp. Trong 18 giới thì pháp giới cũng không đơn thuần là cảnh pháp. Cái đó mình phải tách ra. Và quý vị nhớ hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Dạ. Do vậy, trong cái bản liệt kê đó, trong cái bản liệt kê của 18 giới trong kinh Đạn có khác với bản liệt kê 18 giới trong Thắng Pháp Tạng. Và nói một cách khác là thưa quý vị, ở một phương diện nào đó của kinh Tạng thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn nó là riêng biệt. Quý vị có nghe Chư Tăng định nghĩa không? Thọ quẩn tức là sự cảm biến của tâm, cảm thọ của tâm, rồi có khổ lạc ưu ý xã, rồi tưởng quẩn là thuộc về kinh nghiệm hồi ức vân vân, rồi hành quẩn vân vân, chúng ta định nghĩa như vậy. Nhưng mà trong Thắng Pháp thì một sát na tâm sanh khởi thì luôn luôn nó có bốn danh quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và chúng ta chỉ nhận dạng được thức quẩn bởi vì nó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và ý thức. Nhưng mà những cái gọi là thuộc tánh
mà nó nằm ở trong 52 tâm sở hay 52 thuộc tánh đó, nó tạo nên cái hiện tượng chúng ta gọi là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó, là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đó. Thì ba cái quẩn đó chúng ta chỉ có thể biết bằng phương trình, chúng ta chỉ biết rằng à, nó có trong một sắc đa tâm như vậy. Nhưng bây giờ lâu lâu quý vị nghe Chư Tăng nói là một cái tâm tối thiểu như là ngũ song thức thì nó cũng phải có bảy cái tâm sở biến hành, tức là bảy thủ tánh tự tha biến hành. Tự tha biến hành đó là xúc thọ tưởng tư định bằng căn tác ý. Nhưng mà nếu chúng ta đem ra, chúng ta chia ra thì nó hoàn toàn khác nhau. Xúc nó khác, thọ nó khác, tưởng nó khác, tư nó khác. Nhưng mà tại sao thì nằm ở trong một sát na tâm được? Tại vì chúng ta đang nói về thế giới vĩ mô, và chúng ta nói về những cái tính cách hỗn hợp. Cũng như chúng tôi có nhắc quý vị rất là nhiều lần là bình thường thì chúng ta nói đất nước lửa gió đó, sơn hà đại địa là đất, và nước biển nước sông ao hồ là nước, lửa lửa trong bếp, lửa ở trong rừng, lửa cháy ở đâu đó là lửa, và gió là cuồng phong. Cái đó đạo Phật cũng nói, nhưng mà cái nói đó nói theo thường thức. Và chúng ta cũng nói đất nước lửa gió đó ở trên một phạm trù khác là tóc lông móng răng da thịt xương, cái đó là thuộc về địa đại. Mật đà mũ máu nước tiểu mồ hôi nước mắt, cái thuộc về thủy đại. Rồi chất ấm trong cơ thể, chất ấm tiêu hóa vân vân, đó là hỏa đại. Và những cái luồng khí ở trong thân thể là phong đại. Nhưng mà trong một cách nói, mà nói một cách gọi là bản thể, thì trong nước, trong một giọt nước nó có lửa, và trong ngọn lửa nó lại có nước. Mình nghe chuyện đó mình nghe rất là kỳ. Sao mà ở trong một cái hạt bụi mà nó có cả đất nước lửa gió, trong một giọt nước cũng có đất nước lửa gió, và trong không khí cũng đất nước lửa gió. Nhưng mà chúng ta có nhớ không, khi mình học vật lý đó, thì ngay cả chân không đó, nó cũng có trọng lượng. Tại sao chân không? Tại vì nó cũng là sắc. Bởi vì về điểm này đó, nó nằm ở trong những cái phạm trù khác nhau. Mặc dù là chúng ta học 18 giới, mặc dù chúng ta học về quẩn xứ giới đế có ở trong kinh tạng, nhưng mà quẩn xứ giới đế ở trong thắng pháp tạng đó khiến chúng ta phải nhìn từ một góc cạnh tương đối khác. Và cái này là cái mà người học cần nên chú ý, rất cần nên chú ý. Chúng tôi có đề cập ở trong phần bài tổng quan của chương hàm trận này đó, là quẩn xứ giới đế là cái đỉnh điểm của thắng pháp về nhân sinh quan, vũ trụ quan, về pháp hiệp thế và pháp xuất thế, pháp siêu thế. Và phải nói một điều rằng chúng ta không thể không học về thế giới vĩ mô mà chúng ta có thể biết được về quẩn xứ giới đế. Và chúng ta không học quẩn xứ giới đế thì chúng ta không hiểu thắng pháp thực sự đề cập điều gì. Thành ra về điều này rất ư là quan trọng. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về cái nguyên tố, như hồi nãy chúng ta trở lại đề tài là nguyên tố là cái gì, là nguyên nguyên, là không thể chia chẻ, là nó có cái tự tánh của nó, và cái tự tánh này nó vốn là như vậy. Dạ, tự tánh nó vốn như vậy. Bởi vì chúng gọi là nguyên tố. Dạ, cũng như là bây giờ mình nói màu thì có màu gốc, hay hoặc giả là hồi nãy chúng tôi nói vải đó, thì cái sợi tổng hợp khác, mà sợi khô tông khác, mà sợi bằng siêu khác. Thì bây giờ khi mà chúng ta đề cập đến 18 giới đó, thì thứ gì là chúng ta có ý giới, rồi có ý thức giới, rồi có pháp giới. Ý giới ở đây đó, nó cũng là tâm, mà ý thức giới cũng là tâm. Mà tại sao có cái sự chia ra giữa tâm, chia tâm ra làm ý giới và ý thức giới? Ý giới ở đây đúng chúng ta nói là hai tâm thôi, và tâm quan sát nữa. Thì thưa quý vị, chúng ta bỏ qua ngũ song thức, bởi ngũ song thức nó liên quan đến nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới là 10. Thì ý giới đó gồm có tâm tiếp thu và tâm quan sát, thì
ấy, tâm tiếp sâu và công, tâm kháng ngũ môn vậy. Tâm thì những tâm này á, nó thuần về tính cách cơ năng, dạ, về tính cách cơ năng, về tính cách máy móc, nó sanh khởi, nó không có mang một cái tính chất gì khác, đơn thuần là hoàn toàn tự nhiên. Ví dụ chúng ta nói trong quan sát nó là nó có thể tạo nên một cái cá tính chúng sanh khi nó đóng vai trò là tâm, tâm tiềm thức chẳng hạn. Nhưng mà kháng ngũ môn, kháng ý môn, tức là tâm kháng ý môn và tâm tiếp thu, thì nó hoàn toàn là một cái mà chúng ta gọi là một cái vai trò tự nhiên nó phải có. Dạ, và nó có cái bản chất cố hữu của nó, nhưng mà nó lại không đi xa hơn, mà nó không đi khác hơn, nó chỉ có vậy thôi. Nó đúng là mang nghĩa nguyên nguyên là ý giới. Thêm một việc nữa là chúng ta nên nhớ rằng ý giới không phải là ý vật. Trong lúc đó nhãn giới là nhãn vật, tức là con mắt, nhĩ giới là nhĩ vật, tức là màng nhĩ. Thiệt giới là lỗ mũi, hay là thiệt căn. Nhưng mà ý giới á, thì không phải sắc ý vật. Ý giới sắc ý vật, nó có nhiều cái khác biệt về sắc. Về điều này là nếu mà nói về cái vai trò trung chuyển đó, thì tâm kháng ngũ môn mà kháng ý môn á, dạ, mới thật sự, dạ, mới thật sự là trung chuyển cho tâm, cho ý vật. Cái này là đi qua rồi, chúng tôi nói sơ, chứ bây giờ trở lại thì nó mất rất là nhiều thời giờ. Trong lúc đó thì chư thiên, chư vị phạm thiên như ở cõi vô sắc có tâm, nhưng mà các ngài đâu có cần ý vật đâu mà cũng có tâm như thường. Và ở trong rất nhiều điều kiện cho chúng ta thấy rằng tâm có thể tồn tại độc lập với vật chất, và tâm không phải nương cá vào vật chất. Thì ở đây rất, cái này là theo chỗ chúng tôi hiểu thôi, không có thấy trong sớ giải. Ở đây chúng tôi không thấy trong sớ giải, thưa quý vị. Nhưng mà theo chỗ chúng tôi hiểu đó là ở trong sắc pháp chúng ta có sắc ý vật. Nhưng mà sắc ý vật này đó, nó là, nó gọi là chỗ nương của ý, nhưng mà thật sự nó bị chi phối bởi ý nhiều hơn. Dạ, ý nhiều hơn. Chứ tâm thức thì thật sự không có hoàn toàn lệ thuộc vào sắc ý vật. Như là nhãn thức á, thì không có con mắt, không có con ngươi, không có nhãn vật á, thì không sanh khởi được. Nhưng mà ở trong tán pháp khẳng định rằng nói chung là trong Phật pháp á, là chúng sanh ở những cõi vô sắc, và nó có những trường hợp, có những cõi không có sắc ý vật á, thì chúng sanh vẫn sống như thường, vẫn có tâm thức. Thì cái này là cái mà chúng ta phải hiểu. Như vậy thì ý vật không thể, sắc ý vật không thể là, không thể là ý giới được. Mà ý vật, mà ý giới đó phải là hai tâm tiếp thu trong vai trò gọi là kháng ngũ môn và tâm kháng ý môn. Hai tâm này làm việc máy móc, mở cửa để cho cảnh vào. Nó làm việc môi giới, làm việc trung nhập, làm việc trung chuyển. Thứ dự, chúng ta nói liên hệ đến một pháp khác. Một pháp khác đó là một cái phạm trù khác về nói về 18 giới. Thì điều này cho chúng ta thấy được một cái sự giao hưởng, một cái sự cộng hưởng của nhiều cái yếu tố để tạo chúng sinh. Và những cái nguyên tố đó đó, nó có cái tự tánh riêng. Cái chữ tự tánh ở đây rất là quan trọng. Cái tự tánh ở đây tức nó giống như là mình làm việc ở trong một công ty mà có nhiều phần khung. Và những cổ đông đó, họ không phải là người làm công, mà cổ đông là những người độc lập. Họ có cái sinh hoạt riêng, có bản chất riêng. Họ chỉ có cái quyền là tại vì họ bỏ tiền vào khung hợp, thành ra họ có cái quyền thôi. Và khi mà chúng ta nói đến cổ đông, chúng ta người có phần hùng, thì chúng ta phải đối xử với họ hoàn toàn khác với cái nhân viên làm việc. Mình không ra lệnh được cho họ,
tại vì họ là người có phần hùng, mình không có ra lệnh cho họ. Thì theo Phật pháp đó, nói một cách triệt để, nói một cách tuyệt đối đó, thì sự hiện hữu của mỗi chúng ta đó là sự tổng hợp của nhiều cái thành tố, và những thành tố có riêng tự tánh, những thành tố đó có sự độc lập của nó. Mình nghe về rất dễ sợ, tại vì mình nghĩ rằng mình làm cái gì thì mình tự mình làm, mình quyết định hết thì nó khỏe. Thưa quý vị, cách đây không lâu chúng tôi có họp với quý Phật tử ở chùa để chúng tôi nói về cái bản di nguyện hay là cái di chúc của chúng tôi trong trường hợp mà chúng tôi đêm hôm bị chết bất ngờ thì sẽ giải quyết trong chùa thế nào. Thì chúng tôi có trình bày là chúng tôi muốn có ba cái thành phần cùng đồng quyết định, đồng có cái quyền quyết định, đó là quý Phật tử ở chùa với 7 lá phiếu và các vị sư cả ở các chùa ngoại quốc ở đây làm việc với chùa Pháp Luân lâu năm, thì mỗi vị sư cả là 1 lá phiếu, có 7 lá phiếu như vậy. Và chư vị giảng sư ở trong room đứng đầu là Đoàn Từ Siêu là cũng 7 lá phiếu như vậy, tổng cộng là 21 lá phiếu để quyết định. Thì thật ra điều này nó mang tính cách là dân chủ, nó mang tính cách là quyết định chung, và thật sự nó tốt hơn là cá nhân quyết định. Nhưng mà khi trình bày như vậy thì có một số Phật tử họ rất là lo lắng. Họ rất là lo lắng. Họ nói rằng lỡ tụi con muốn vị sư này mà chư tăng khác không đồng ý thì sao? Thành ra họ nghĩ rằng tại sao mình không để cho Phật tử chủ quyết định hết mà lại phải có vị này vị kia? Thì chúng tôi, thưa quý vị, ngay lúc đó thì chúng tôi nhớ đến cái giáo lý vô ngã trong Đạo Phật. Tại vì sao vậy? Khi một mình một chợ, một mình múa gậy vườn khoan á, thì mình cảm thấy là mình tự tại. Nhưng mà khi mình có hùng hạp, mình có nhiều cái thành phần vào để mà cùng quyết định, cùng tham dự đó, thì quý vị, mình cảm thấy rất là ái ngại, cảm thấy thoải mái. Và ở đây nó mang ý nghĩa chịu vô ngã. Là tại sao chúng ta phải học về 18 giới thì chúng ta mới thấy sự vô ngã? Thì ở đây chúng tôi nói với quý vị là 5 cái giác quan mà chúng ta thường sống, đó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, tự nó là bị quyết định bởi nhiều lý do chứ không phải một lý do. Tạng Đà có nói một câu như vậy là mình ăn ngon không phải chỉ thức ăn ngon mà còn cách ăn ngon và người ăn ngon và cái người đối ẩm với mình cũng phải ăn ngon nữa. Nó có nhiều thành tố mới gọi là ngon. Chứ nếu mình dọn thức ăn rất là ngon nhưng mà cái không khí nó không được ngon thì người ta nói rằng thà là ăn đĩa muối rang còn hơn ăn vàng mà vừa khóc vừa ăn. Ví dụ như là chúng ta sống ở một nơi mà cảnh rất đẹp, như là quý vị ở Áo, Thụy Sĩ, Canada có những nơi rất là đẹp, nhưng mà trong lòng quý vị không có vui, hay là nơi đó là nơi cảnh đẹp mà đôi mắt của chúng ta bị mờ, tay chúng ta bị điếc, mũi chúng ta ngửi mùi bị Covid không có rõ, thì thứ gì chúng ta cũng không cảm nhận được hoàn toàn. Thành ra nó có yếu tố ngoại giới và cũng có yếu tố nội giới. Nó có cả 2 yếu tố bên trong và bên ngoài. Có thể chúng ta kiểm soát được cái này, không kiểm soát cái kia. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị nghe điểm này là cái nội giới của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó lại bị chi phối bởi nghiệp quá khứ. Do nghiệp quá khứ thành ra chúng ta có cái chủng loại riêng. Nhưng cái cảnh ở bên ngoài đó, nó cũng bị chi phối nghiệp quá khứ một phần. Một phần là do chúng ta tạo nên nữa. Nhưng mà cái khả năng kiểm soát bên trong bên ngoài thì rất ít. Thí dụ như mình sinh ra là người Việt Nam, mắt như vậy, tai như vậy, mũi như vậy, lưỡi như vậy đó, thì thưa vì có những người đó, lỗ tai họ nó thính hơn những người khác. Có những người có cái lỗ tai của họ đó, nó gọi là họ có musical ear, họ cái trình độ thẩm âm của họ nó tốt hơn người khác. Có những người mà cái lỗ tai họ nó không có tốt hơn người khác, ngay cả lưỡi cũng vậy. Chúng ta có biết rằng không phải là mình múc một muỗng súp đưa vào miệng thì ăn giống nhau hết. Đức Phật ngài cũng như một số các đệ tử mà có cái phước á, cái vị giác của các ngài bén nhạy hơn chúng ta. Còn chúng ta có đôi khi chúng ta ăn cho thực sự là cái vị giác không có bén nhạy bằng. Cái này khó tin lắm, tại vì mình nghĩ rằng lưỡi ăn giống nhau nhưng mà kỳ thật đó nó không giống nhau, thưa quý vị.
Quý vị chơi chút chút xíu. Xin lỗi quý vị, có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dường như nãy giờ quý vị không nghe phải không? Dạ. Yeah. Quý vị bị gián đoạn bao lâu rồi hả? Dạ, quý vị gián đoạn bao lâu rồi? Dạ, 2 phút, dạ được. Dạ. Yeah. Thì thưa quý vị, khi nãy chúng tôi nói có lẽ là quý vị không có không nghe được, là khi mà chúng ta nói về giới đó, thì chúng ta biết rằng ở trong mỗi chúng ta đã có những cái thành tố, mà những thành tố đó có cái tự tánh riêng. Quý vị nhớ chữ tự tánh rất là quan trọng. Cái chữ tự tánh ở đây đó, nó là một phần của ý nghĩa chữ tha tú. Tha tú là giới đó. Tha tú có nghĩa là nguyên nguyên, nguyên tố là những pháp có tự tánh riêng. Chúng tôi có dùng cái thí dụ như là cổ đông của một công ty, họ là người góp vốn và họ không phải là nhân viên của công ty, nhưng họ lại có quyền quyết định công ty. Thì về điểm này đó, khi mà chúng ta điều hành một công ty mà phải nói chuyện với những người cổ đông, nói chuyện với những người vừa góp vốn đó, thì chúng ta phải nói chuyện hoàn toàn khác. Thì mỗi con người chúng ta đó sẽ dĩ Đức Phật này gọi là giáo lý vô ngã, là bởi vì các pháp đó, nó sanh lên là do được kết cấu bởi nhiều nhân nhiều duyên. Bởi vì ngày xưa đó các ngài có dịch cái chữ Sankhara. Sankhara dịch là pháp tập hợp, và pháp tập hợp hay là pháp hỗn hợp, hay là cái pháp kết hợp. Nó giống như chúng ta nói một bản nhạc giao hưởng hay là một nhạc hòa tấu đó, là một cái bản nhạc mà nó kết hợp nhiều cái người, nhiều người chơi cái những cái nhạc cụ khác nhau, chứ không phải chỉ có một nhạc cụ. Một nhạc cụ không gọi là giao hưởng được. Thì bây giờ ở trong nói về 18 nguyên tố này đó, thì nó có 3 cái phạm trù mà chúng ta phải phân biệt. Là thứ nhất là cái phạm trù về tâm, về cảnh và về cái môi giới, hay chúng ta gọi là căn cảnh và thức. Nhãn căn gọi là nhãn giới, sắc giới là cảnh sắc, và nhãn thức giới là cái biết của mắt. 3 cái đó nó cộng lại tạo ra cái nhãn xúc. Thì như vậy là cái phạm trù này nó có tâm, cảnh và cái môi giới. Cái phạm trù thứ hai đó mà chúng ta đề cập đến, đó là
thuộc về liên hệ đến sắc hay vật chất và thuộc về phi vật chất. Thì thưa quý vị, cái vật chất ở đây đó là những cảnh nào mà nó được hoàn toàn phải biết do các căn, thì cái đó nó liên hệ đến vật chất. Ví dụ như cảnh sắc là cái biết của con mắt, cảnh thinh là cái biết của tai, cảnh khí là biết của mũi, cảnh vị là cái biết của lưỡi, cái cảnh xúc là biết của thân, thì cái đó nó thuộc về vật chất. Và cái phạm trù thứ ba mà hồi nãy chúng tôi có đề cập đó, đó là có những cái nhận thức mà chúng ta nhận thức một cách trực tiếp như đối với năm cảnh, nhưng mà có những cái nhận thức mà không thể biết trực tiếp được, mà đối với sắc pháp và sắc tế, đối với danh pháp đó, là chúng ta nói đến các thuộc tánh, thì cái này nó không thể được được biết một cách trực tiếp được. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngay cả một vị có thần thông, có thần thông, có tha tâm thông, đọc được tâm người khác, thì các vị chỉ có thể biết tâm đó là tâm thiện, tâm bất thiện thôi. Nhưng mà trong mỗi một sát na tâm bất thiện đó, nó có bao nhiêu thuộc tánh đó, thì cái đó đó không thể biết trực tiếp bằng tha tâm thông, mà cái đó phải biết qua cái tri thức sâu dày của một vị chánh đẳng chánh giác, đó là Đức Phật. Và với nhất thiết chủng trí thì Ngài mới có thể nói rằng trong cái tâm đó nó có bao nhiêu thuộc tánh, tại sao thuộc tánh này nó đi với tâm này, thuộc tánh kia. Và những đệ tử của Ngài học lại điều đó từ Đức Phật. Chứ chúng ta thì biết, cũng như là bây giờ chúng tôi nói rằng có những thứ trong vật lý mà chúng ta đo lường bằng instrument, bằng dụng cụ được, còn có những thứ mà chúng ta không thể đo lường bằng dụng cụ được. Thành ra chúng ta tạm gọi là trong cái phạm trù thứ ba đó, là nó có những cái biết là trực tiếp, nhưng mà có những cái biết qua tri thức. Nhưng mà cái biết qua tri thức này không phải là không có, nó có. Nhưng mà cũng như chúng tôi nói rằng có những hiện tượng về vật lý chúng ta hoàn toàn chỉ biết trên phương diện phương trình toán học hay hoặc giả là lý thuyết thôi, chứ chúng ta không thể biết thực hành. Cái này cái chúng ta phải để ý. Tại sao 18 giới nó lại quan trọng đối với Phật học? 18 giới này lại khẳng định một điều mà ngày nay cho đến thế kỷ này thì khoa học dần dà bắt đầu nhận ra, đó là trong thế giới nó luôn luôn biến đổi thiên hình vạn trạng, mà nó không thuộc về một ý chí của một người nào hết. Tại vì mỗi pháp nó có tự tánh riêng. Stephen Hawking ấy, là một nhà vật lý học rất là nổi tiếng ấy. Thì ông có nói trong những ngày tháng cuối đời là dựa trên sự hiểu biết của ông ấy, thì thế giới này không thể tạo ra bởi một cái ý chí duy nhất. Cái ý chí duy nhất ấy, chúng ta gọi là Thượng Đế. Mà thế giới này nó tạo ra một cách cực kỳ hỗn độn. Hỗn độn ngay lúc ông nói là ngay lúc khởi nguyên cho đến hỗn độn thì bây giờ. Chúng tôi tạm gọi một điều là chúng ta thì muốn tất cả giống như cái chùa, là làm sao mà vô trong chùa thì có chư tăng, có Phật tử, có vị trụ trì, rồi có những người làm việc, rồi người này tên gì đâu. Nhưng mà cái thế giới này nó không phải cái chùa, mình nó cái chợ. Mà cái chợ phải là chợ shopping mall được tổ chức, mà cái chợ này là chợ phiên á. Tức là người ta có cái gì họ mang đến đó, rồi họ họp cho họ bán, rồi nó hỗn độn, kẻ mua người bán. Hoặc là chúng ta nói là có những cái nơi mà ở ngoài đó không ai có thể kiểm soát gì được hết. Thì ở cái mức độ đó, đó nó tạo nên một ý nghĩa mà Đạo Phật gọi là Anatta, hay là vô ngã, tức là không có một cái thực thể mà có thể làm chủ được tất cả. Mà tất cả những pháp hữu vi nó tồn tại đó là một sự hùng hạp, là một sự kết cấu, là một hỗn hợp. Và trong cái sự hỗn hợp đó, đó thì nó có nhiều cái nguyên tố, những nguyên tố gọi là tha tú. Và những nguyên tố này đó
nó có cái tính độc lập khác nhau. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng cái gọi là bữa cơm ngon á, thì phải có thức ăn ngon đã rành rồi, mà phải có người biết thưởng thức, rồi cái người cùng ăn cũng phải ngon. Có nhiều khi cụ Tấn Đà nói là rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Nhiều khi rượu ngon mà không có bạn hiền thì ta không uống ngon. Chứ tôi cũng nghe có mấy người uống trà, họ nói là uống trà ngon cũng phải có người đối ẩm ngon. Để quý vị thấy cái rắc rối của cuộc đời đó, là nó cần đến nhiều yếu tố mà chúng ta không có làm chủ được tất cả những yếu tố đó, thành ra nó là vô ngã. Thì dĩ nhiên khi mà Đức Phật dạy về sự vô ngã, nhiều người trong chúng ta không có thoải mái, không có thoải mái vì điều đó, hoàn toàn không thoải mái. Bởi vì sao? Chúng ta muốn là thế giới này đó, ít nhất là cuộc đời của chúng ta đó, nó cũng giống như là đồ đạc ở trong một căn phòng. Chúng ta muốn an bài chỗ này cái ghế, chúng ta sắp xếp đọn cái giường, chúng ta muốn cái kệ đựng cái gì đó chúng ta làm. Nhưng mà thế giới này không phải là một căn phòng. Mà thưa quý vị, cái thế giới bên trong và thế ngoài của chúng ta đó, nó tương tự như là một cuộc chợ phiên. Chúng ta không nắm rõ là có bao nhiêu người đến, họ bán cái gì, và có bao nhiêu người mua. À, có kẻ đến, người đi, kẻ mua, người bán. Có khi thừa, có khi thiếu, khi giá lên cao, lên thấp. Và ngày hôm nay chúng ta có nghe đến một cái từ mà rất là một cái từ mà rất là đời, nhưng mà đối với chúng ta thì nó mang cái nghĩa rất là đạo á. Đó là người ta nói là cái kinh tế bao cấp và kinh tế thị trường. Yeah. Kinh tế bao cấp đó là kinh tế có chỉ đạo. Yeah. Đảng ở trên quyết định là phải sản xuất món gì, bán ra bao nhiêu, mua bao nhiêu. Và lâu ngày đó thì người ta thấy rằng thất bại hoàn toàn. Ngay cả nước Việt Nam là một nước mà chậm đến nhất về vấn đề tư tưởng, mà chúng ta vẫn nhìn nhận được là bao cấp nó có vấn đề. Nhưng mà khi đụng đến kinh tế thị trường đó, thì chúng ta rất là e ngại. Tại vì thị trường là một cái gì thả nổi, chúng ta tạo gọi là tùy duyên, hay là người đời họ nói là hên xui. Ở trong thị trường đó, bắt buộc chúng ta phải lắng nghe, bắt buộc chúng ta phải bám sát, bắt buộc chúng ta phải phản ứng kịp thời. Chứ không thể nào mà mình quăng ra số tiền đó rồi mình ra một cái thông tư chỉ đạo rồi nằm ở nhà nằm ngủ mà mọi thứ nó sẽ lên hay là xuống theo ý mình muốn. Mà cái thị trường là cái gì nó thả nổi, cái thị trường nó một cái hang đồng nghĩa mà bấp bênh vô định. Không ai trong chúng ta muốn bấp bênh vô định, nhưng mà cái bản chất của thị trường nó là bấp bênh vô định, và không có ai mà làm chủ nó hoàn toàn. Thì Đức Phật dạy tất cả chúng ta nó đều là một cái sự kết hợp của nhiều yếu tố. Và ngày hôm nay một cái gì nó tồn tại, nó cũng có nhiều yếu tố thưa quý vị, rất nhiều yếu tố, chứ nó không phải chỉ một yếu tố mà thôi. Bây giờ chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau. Chúng tôi nhớ năm trước, cách đây hơn một, thì có một ngày chúng tôi thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng bài, rồi ngày hôm sau nữa thì Đại Đức Pháp Tính lại chết một cách bất ngờ, rồi sư Đại Tri cho chúng tôi hay đó. Thì lúc đó chúng tôi thấy là một điều là đó là một ở trong những cái thí dụ rất là rõ cho chúng ta thấy về sự vô ngã. Khi mà mình nói trên lý thuyết ấy, thì nó cảm tưởng như là chúng ta có thể kiểm soát, chúng ta sắp đặt, có thể an bài. Nhưng mà ở trên thực tế nó đi đâu về đâu chúng ta không biết được. Ở tại Mỹ này thưa quý vị, cho đến giờ này khi mà chúng ta đang bàn thảo ở tại đây, thì quý vị Phật tử cũng nhớ rằng cái COVID xảy ra, lần đầu tiên mà chúng tôi thông báo với các vị trong giáo hội là về cái hiện tượng COVID đó, thì có một Phật tử nó cũng tương đối là có chức vụ cũng lớn ấy, làm tổng thư ký giáo hội. Phật tử nói rằng không sao đâu, chúng ta với cái nước Mỹ mà với cái trình độ về y khoa, về tổ chức như vậy là không thể nào có bệnh dịch phát sinh được hết. Dạ, chúng tôi nhớ vì đã nói như vậy. Nhưng mà rồi thưa quý vị, chỉ trong thời gian 4-5 tháng sau chúng ta vỡ trận. Dạ, vỡ trận. Nước Mỹ trở thành một cái ổ dịch lớn nhất, mạnh nhất trên thế giới. Thì nó có nhiều lý do lắm, rất nhiều lý do mà chúng ta không thể y cứ vào một điều, một điểm mà chúng ta khẳng định rằng cuộc sống nó là như vậy. Nên từ cái nhìn về những cái kết hợp thì chúng ta biết đến những nguyên tố. Và những nguyên tố này nói cho chúng ta biết một ý nghĩa sâu sắc
là con mắt thấy cảnh sắc thì tạo ra nhận thức, nhưng mà con mắt nó cũng chúng ta không làm chủ được hoàn toàn, mà cảnh sắc chúng ta không làm chủ được hoàn toàn. Nếu chúng ta không làm chủ được con mắt, không làm chủ cảnh sắc, thì bảo rằng chúng ta làm chủ được nhận thức là chuyện đúng không có. Mà chúng ta không làm chủ được nhận thức thì bảo rằng chúng ta làm chủ được cái ý thức thì thật ra việc nó còn xa vời nữa. Tại vì từ cái gốc mà mình không làm chủ lấy gì là chủ, làm chủ cái ngọn. Khi mà học về những cái điều này đó thì chúng ta mới thấy được cái gọi là cái ý nghĩa của sự vô ngã. Hồi mà chúng tôi còn nhỏ thứ vị, chúng tôi nhớ rằng sư trưởng nói hoài mà chúng tôi cũng không hiểu tại sao. Chúng tôi cảm tưởng sư trưởng có vấn đề gì đó, là sư trưởng nói hoài. Sư trưởng cứ nói rằng cái quan trọng mình học vi diệu pháp là để hiểu về quẩn xứ giới đế. Và hiểu quẩn xứ giới đế thì mình mới thấy không có chấp rằng có một cái thực thể linh hồn trường cửu. Mà điều đó sư trưởng nói hoài, chúng tôi nghĩ rằng ồ biết cái đó có, mình nghe rồi, biết rồi, bây giờ tại sao không nói cái mới mà nói cái đó. Khi mà lớn lên càng đi học thì mới thấy rằng những đề tài này quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta không hiểu về quẩn xứ giới đế thì chúng ta lại không có hiểu về giáo lý vô ngã đâu. Mà chúng ta không hiểu giáo lý vô ngã đó, thành ra chúng ta cứ buông cái này, chúng ta chấp cái kia, và chúng ta không có ở một cái điều kiện là cái khả năng sự thật như thế nào chấp nhận như vậy. Khi nào mà cái tâm của chúng ta đạt đến cái chuyện gọi là yatha putang, gọi là sự như nhiên á, và yatha putang là như nhiên, tức là nó như vậy thì chúng ta chấp được nhận nhận như vậy thôi. Thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta mới tương đối là an lạc được. Một cái này rất là khó lắm. Mình muốn là mọi việc nó phải theo ý của mình. Bởi vì chúng tôi xin nói một điều rằng khi mà chúng ta học về năm quận, 12 xứ, 18 giới, là chúng ta nhìn về bản chất của cuộc sống trong ba cái góc cạnh khác nhau. Nói về năm quận thì chúng ta nói về năm cái thành phần hay năm cái khối tạo nên cuộc sống. Và ở trong mỗi cái khối như vậy đó, thì nó cũng lại có nhiều cái tác nhân, nó lại là một sự hỗn hợp. Nói một cách khác, năm quận cho chúng ta biết rằng về cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần, hay nói theo ngôn ngữ đạo Phật là sắc pháp và vật chất đó, nó đều là sự hỗn hợp. Và nó giống cái ghế, bốn chân cái này nó phải tựa kia tựa cái đó. Khi mà chúng ta học về 12 xứ đó thì chúng ta nhận ra rằng tâm thức của chúng ta luôn luôn bị lôi kéo bởi cả hai cái mặt, gọi là chủ quan và khách quan. Sắc thọ tưởng hành sắc thinh khí vị xúc pháp đó. Sắc thinh khí vị xúc đó là thế giới khách quan, nhưng mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là thế giới chủ quan, ý của vậy. Và cái chủ quan và khách quan này đó, nó luôn luôn lôi kéo chúng ta và nó làm cho chúng ta bối rối. Nhưng mà khi chúng ta học về 18 giới đó thì một lần nữa chúng ta cũng học về con người của mình, về chúng sinh, về con người. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng đi tận cùng, tận gốc thì những cái nguyên tố mà được kết hợp chúng ta đó, nó đều có tự tánh riêng, nó đều có bản chất riêng, và không nhất thiết là nó phải đồng thuận với nhau. Mà thưa quý vị, nó có thể dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy khi mà chúng ta thấy rằng cuộc sống vốn dĩ nó không thuộc về chúng ta. Cách đây không lâu chúng tôi có nói chuyện với một Phật tử. Thì Phật tử này đó, họ than phiền về một Phật tử khác. Than phiền Phật tử khác mà họ nói vẻ rất là nghiêm trọng. Họ nói con nói cái này cho sư, nói riêng cho sư nghe thôi. Đó là có cái cô Phật tử cũng đi chùa mình, nhưng mà rồi cũng đi chùa này chùa kia, mà cô nói có vẻ giống như là nghiêm trọng lắm. Chúng tôi nghe chúng tôi chỉ cười, chúng tôi nói là thật ra tại vì cô không biết chứ, đa số Phật tử thì họ đi chùa này chùa kia, chứ không nhất thiết là Phật tử đi chùa mình, họ đi chùa hoàn toàn á.
chỉ có một ngôi chùa mình là điều mà mình kiểm soát được đâu, và mình muốn như vậy đâu. Khi chúng tôi nói ra thì vị Phật tử rất là ngạc nhiên, bởi vì vị Phật tử nghĩ rằng Phật tử chùa nào đi chùa đó thôi, nhưng không phải như vậy. Những người nào sống trên cuộc đời này mà nghĩ rằng mình ôm trọn thế giới này, thế giới này là của mình và nó mãi mãi là của mình như vậy đó, thì chúng ta bị phiền não lắm. Tại sao phiền não? Tại vì chúng ta mong mỏi một điều mà nó đi ngược lại với sự tự nhiên của cuộc sống. Dạ, yeah. Mong mỏi đi đúng là mình khổ thôi. Quý vị thấy chúng ta luôn luôn là chúng ta muốn là mình gọi là gồm thâu một mối. Dạ, yeah. Hay là mình có thể gồm thu thiên hạ hết về một mối. Cái đó là một cái mơ ước buông thõng. Ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo người ta cũng mơ ước như vậy. Dạ, yeah. Người ta mơ ước là có vua của những vị vua, the king of the kings, vua của những vị vua, hay là có một đấng tối cao mà nắm hết tất cả, thống nhất tất cả. Và chúng ta rất sợ một thế giới mà nó đa chiều, một thế giới mà đa nguyên, một thế giới mà nó hỗn độn nhiều thứ. Nhưng mà kỳ thật khi mà chúng ta bước vào cuộc đời và chúng ta có đủ sự trưởng thành thì chúng ta thấy rằng, không nói về chính trị, nói về cuộc sống, nói về cái thân của chúng ta, thì nó cũng là một thế giới đa nguyên. Nó vậy đó. Dạ, nó vậy đó. Biểu là nó chỉ có khi nào mà chúng ta bằng lòng, chúng ta thoải mái, chúng ta chấp nhận, hay là chúng ta an nhiên trước cái hiện tượng hỗn độn đó thì chúng ta mới tương đối là ít phiền não. Còn nếu mà ngày nào mà chúng ta còn đòi hỏi khác hơn thì ở trong kinh Đức Bồ Tát thời quá khứ ngày có ví dụ như là trẻ con mà đòi trăng sao vậy đó. Dạ, trăng sao trên bầu trời, hay là mặt trăng ở trong cái vùng nước, mà đòi cha mẹ phải lấy cái đó cho mình, hay lấy sao trăng sao trời cho mình, cha mẹ cưng quá thì làm sao được. Trăng sao là trên trời hay là bóng trăng trong nước, có thể là chúng ta phải bắt chước Lý Bạch là uống rượu cho say rồi nhảy xuống mặt hồ rồi ôm chầm lại bóng trăng thì mới được thôi. Chứ nếu mà bình thường và chúng ta bảo rằng cái đó phải của mình thì nó phải của mình được, không thể nào, và không thể nào của mình được. Thì như vậy nó học, chúng ta học về năm uẩn cũng vậy, 12 xứ, 18 giới cũng vậy, cho chúng ta biết những cái khía cạnh khác nhau của các pháp. Mà cái pháp ở đây là không phải pháp thường nha, pháp này là hàm tận. Hàm tận ở đây tức là bao trọn, là trùm hết. Trùm hết ở đây là trùm hết chân đế hữu vi, tức là những sự hiện hữu của thế gian này đó, trùm hết. Nhưng mà trong sự hàm tận, trong sự bao trùm hết đó, thì nó mãi mãi không có một cái mảng nhỏ nào, không có một kẽ hở nào, không có một khoảng trống nào để có một cái gọi là quyền lực tối cao, quyền lực duy nhất, hay là có một cái gì có thể kiểm soát. Mà thế giới này mãi mãi là vô định, mãi mãi là bấp bênh, mãi mãi là tụ tán của nhiều nhân, nhiều duyên, tụ tán của nhiều thành tố. Và chúng ta không chấp nhận chuyện đó, do vì chúng ta khổ, chúng ta rất là khổ ở trong cuộc đời này. Sau cùng, thứ vị, khi mà chúng ta đề cập đến 18 giới, thì chúng tôi muốn lưu ý quý vị, bên cạnh sự khác biệt trong cái bản liệt kê của Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng, sau cái sự khác biệt mà khi chúng ta nói về ý vật không phải là ý giới, mà ý giới là hai tâm tiếp thu và tâm kháng ý môn đó, thì chúng ta phải nói thêm một cái phạm trù khác. Mà ở đây chúng ta cần đề cập đến là mỗi một cái nguyên tố đó nó có tự tánh riêng, nhưng mà nó chỉ làm một số cái phần hành chuyên biệt và không thể lấy cái phần này bỏ qua phần kia, do đó nó gọi là nguyên tố. Và ví dụ như cảnh sắc không thể nào được nghe được thấy bằng mũi, bằng lưỡi, hay là cái lưỡi không thể nào biết được cảnh thinh, biết được cảnh sắc. Tức là người nào việc đó, vật nào thì nó có cái tác dụng riêng.
và nó không thể pha lẫn. Dạ, nó không thể pha lẫn. Ở đây nó không có cái mà chúng ta gọi là đa năng, tức là đem cái này xài qua cái kia. Thì cái này nó cũng nói lên một cái ý nghĩa của cái gọi là nguyên tố. Dạ, nó gọi là nguyên tố. Chúng ta nên nên hiểu rõ như vậy để chúng ta không có lầm lẫn về 18 giới. Thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay ở đây về 18 giới, để có một vài cái thông báo cho quý Phật tử trong cái chương trình Tết năm nay. Mỗi một năm thì thứ vị chúng ta đều có một cái sinh hoạt đầu năm Tết Nguyên Đán. Năm nay chúng tôi đặc biệt là đề cập đến những cái suy tư những ngày đầu năm mà liên quan đến cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta giữa mùa đại dịch. Ở trong những điều này thì thưa quý vị, từ ngày 29 Tết, tức là nhằm ngày vào ngày thứ hai, ba mươi Tây cho đến mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, trên mùng 5 thưa quý vị, thì mỗi ngày chúng ta có một đề tài, và tất cả những đề tài này nó đều ít nhiều liên quan đến ngày Tết, nhưng mà nó lại nó lại là những đề tài gợi ý những gì mà chúng ta nên làm trong cái mùa đại dịch hiện nay. Có thể là quý vị nghe thì như là một đề tài pháp, tuy nhiên đối với tất cả chúng ta mong rằng trong ngày đầu năm mình vận dụng cái sức mạnh của tinh thần bên cạnh cái sự trợ duyên cao cả của Phật pháp, để cho chúng ta những cái suy tư xác đáng trong cái hoàn cảnh mà cả thế giới, cả nhân loại đang trải qua, đó là đại dịch Covid. Và chúng tôi cũng dành thời giờ cho quý Phật tử mỗi ngày có được 20 phút bên cạnh những buổi thảo luận bài pháp của chư tăng, là chúc lành chư tăng, thì mỗi ngày có 20 phút để quý Phật tử có thể lên chúc Tết và có thể trình bày những cảm nhận của mình. Và nếu mùng 1 không hết thì tới mùng 2, rồi 2 hết thì mùng 3, mùng 4, mùng 5. Chúng tôi sẽ dành thời giờ như vậy. Quý Phật tử nào muốn nhân ngày cuối năm có những cái lời chúc Tết tân niên, cũng như là có những gì muốn thảo luận, quý vị có thể bàn. Đây là cái dịp cho quý Phật tử có thể tham gia sinh hoạt nhân ngày đầu năm. Và sau cùng thì quý Phật tử, chúng ta cũng nên nhắc một điều rằng không phải đối với người con Phật cái Tết nó quá quan trọng. Chúng ta chỉ nhân sự tôn sự, là Đức Phật dạy rằng khi mà chư tỳ kheo đến một quốc gia nào, chúng ta nên tôn trọng cái phong tục tập quán của nơi đó. Thì chúng tôi biết rằng mỗi quốc gia đều có cái văn hóa riêng. Người Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn đều có cái nét văn hóa riêng. Và đặc biệt là tất cả những nền văn hóa Phật giáo thường có nhiều cái liên hệ đến cái nét văn hóa của ngày đầu năm. Chuyện này dễ hiểu thôi, nhưng mà chúng ta không phải đặt nặng là mình phải ăn Tết. Tuy nhiên với cái nhân ngày đầu xuân thì chúng ta cũng là thời gian thích hợp để cùng nhau có những cái chia sẻ tốt lành, có những cái chia sẻ lời lạc khi mà chúng ta tham gia sinh hoạt trong rung nhân những ngày đầu năm. Đó là về điều chúng tôi xin được gửi đến quý vị ngày hôm nay. Bây giờ thì kênh xin kết thúc chương trình ở tại đây. Kính chúc tất cả quý Phật tử một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình phản ngữ Pali, và chúng tôi là người phụ trách. Xin đại lễ chư tôn đức và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa
sa thú, sa thú thành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã thuyết giảng bài cuối cũng như đúc kết chương trình học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn thanh thủy đã gợi lạc cho chúng con khi tu học. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông đường con kính tri ân chư tông đức đã mở rộng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ơn đầy hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.